Đàm Ninh càng tức giận, ta sẽ là loại người vì mấy viên linh thạch khom lưng sao? Ta là ai? Ta là đệ tử thân truyền duy nhất của đệ nhị nhuế trưởng lão của thánh địa, thân phận ở thánh địa nơi này chỉ cao không thấp. Xưa nay chỉ có người khác đến nghe ta phân phó làm việc, không ai có thể phân phó ta làm việc. Nàng hư lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng kiên định, nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngữ khí nặng nề, trịnh trọng biểu đạt quyết tâm của mình. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nhỏ mọn. Đàm Ninh cắn răng, lửa vô danh bốc lên, cái này gọi là keo kiệt sao? cái này gọi là tôn nghiêm đánh chết ta cũng không giúp tên hỗn đản người thời liêu nhận thấy đàm linh nghiến răng nghiến lợi vội vàng chen vào nói sang chuyện khác chương chính đại nhân ngài nói có người sẽ ra tay đối phó kế ngôn đại nhân vẻ mặt thời liêu nghiêm túc lữ thiếu khanh gật đầu đúng vậy không thấy hắn ở bên trong giết nhiều người như vậy sao biểu hiện của hắn làm không ít người sợ hãi khẳng định có người không vui ma tộc nơi này tuyệt không đoàn kết người có thân phận như đàm linh đều bị người ta truy sát chứ đừng nói chi là kế ngôn thiên phú hơn người thực lực cường đại còn cùng đàm linh trà trộn cùng một chỗ mấy tầng bắp này xếp chồng lên nhau cho dù kế ngôn là con của thánh chủ cũng sẽ có người nghĩ biện pháp diệt trừ hiện tại kế ngôn bị thương cơ hội tốt muốn nói không ai ra tay đánh chết lữ thiếu khanh cũng không tin nhưng hết lần này tới lần khác đàm linh không tin nàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để khinh bỉ lữ thiếu khanh đồ nhà quê khẳng định không biết quy củ của thánh địa nàng hư nói nơi này là thánh địa không phải gia tộc tâm đấu giác thánh chủ có lệnh ai dám lén trả thù giết không tha diệt tộc sau khi nói xong nàng phát hiện lữ thiếu khanh lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình cứ như nhìn thằng ngốc ấy lữ thiếu khanh lắc đầu nói với thời liêu sau này cách xa cô nàng một chút ngây thơ như vậy ở thánh địa này có thể lớn như vậy cũng coi mạng lớn rồi đàm ninh khó chịu tên hỗn đản này nói chuyện luôn làm cho người ta chán ghét như vậy đàm ninh ha hả cười lạnh thập phần không phục ngươi nói có là có nếu có ngươi đến lúc đó để cho hắn đi ra đàm ninh không tin có người sẽ ra tay nơi này là thánh địa không ai dám vi phạm mệnh lệnh thánh chủ cùng thánh địa nhưng mà đàm linh vừa dứt lời bỗng nhiên một cỗ ba động bộc phát tiếp theo một thanh phi kiếm từ xa đánh úp lại thẳng lấy kế ngôn đầu thuyền đàm linh đầu tiên là cả kinh sau đó giận tím mặt chó ở đâu chui ra cư nhiên đánh vào mặt ta đàm linh phẫn nộ lật cổ tay trường cầm xuất hiện trong tay muốn chết nàng gầm lên một tiếng kéo dây đàn từng trận sóng âm bắn lên chấn động không gian giống như sóng cuộn tầng trùng kích tiến lên khi thế hung hăng phi kiếm sát cơ vô hạn ở trong sóng âm trùng kích run rẩy lên cuối cùng dầm một tiếng gãy thành hai đoạn xa xa có người kêu lên một tiếng muốn chạy trốn nhưng đàm linh không cho kẻ đánh lén cơ hội xông lên tận trời gầm lên tên đạo trích phương nào muốn chết một đạo sóng âm cường đại tập kích người đánh lén kêu thảm thiết thân thể hóa thành mưa máu đầy trời thân tử đạo tiêu còn có ai đàm linh gầm lên toàn thân toát ra sát khí sát ý theo thanh âm của nàng không ngừng khuếch tán hoảng sợ đến dã thú chung quanh chạy tứ tán chim bay kinh lầm đàm linh cảm thấy mặt mình rất đau nàng hiện tại rất muốn giết người vừa mới chê cười lữ thiếu khanh kết quả lập tức chịu khổ đánh mặt. Nàng có thể chịu đựng những thứ khác, nhưng duy chỉ không chịu nổi bị đánh mặt trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nghĩ lại cũng cảm thấy bị thương. Cút ra đây. Đàm Linh còn đang giống giận, thậm chí thôi động dây đàn, hết thảy chung quanh đều gặp tai ương. Tại sóng âm trùng kích xuống, chung quanh vang lên vô số nổ tung, đất rung núi chuyển, một mảnh hỗn độn. Giọng Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt truyền đến, kêu cái gì kêu, có cũng bị ngươi dọa chạy mất rồi. Đàm Linh hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi trở lại phi thuyền. Sau khi trở lại phi thuyền, nàng chạy đến đuôi thuyền không muốn ở trước mặt lữ thiếu khanh thời liêu nhìn lữ thiếu khanh nháy mắt mấy cái hắn không rõ đàm linh vì sao lại có sát ý lớn như vậy chương chính đại nhân cái này lữ thiếu khanh nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết hắn đoán chắc là đại gì mụ tới thời liêu rất đơn thuần hắn nhịn không được hỏi đàm linh ở đuôi thuyền đàm linh đại nhân ngươi có đại di mụ sao làm sao không nghe ngươi nhắc qua khốn kiếp đàm linh từ đuôi thuyền giết tới giơ đàn trong tay hung tợn nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh ngươi có phải muốn thử một chút hay không đừng nháo đừng nháo lữ thiếu khanh rời sang bên cạnh thời liêu cảnh giác mà nghiêm túc nói tức giận không tốt cho gì hỗn đàn ta muốn làm thịt ngươi đàm ninh vừa thẹn vừa giận lúc này muốn gảy dây đàn với uy lực của đàn lục phẩm một phát này phi thuyền dưới chân mọi người chắc chắn thành mảnh nhỏ lữ thiếu khanh vội vàng nói sang chuyện khác ai ai cô nàng ngươi nói xem ai sẽ động thủ với sư huynh của ta đàm ninh lực chú ý bị hấp dẫn hơi chút suy tư nhưng rất nhanh phản ứng lại nghĩ cái rắm vẫn là trước giết chết tên hỗn đàn này cho thỏa đáng lữ thiếu khanh rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói lần này ngươi ra tay ta cảm ơn ngươi thân phận đàm linh làm cho người tập kích biết khó mà lui đàm linh sửng sốt a à, tên hỗn đản này sẽ cảm tạ người sao lực chú ý bị rời đi sát khí tán loạn không ít lữ thiếu khanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm nữ nhân ma tộc đều giống nhau động một chút là kêu đánh kêu giết vẫn là nha đầu nhân tộc tốt hơn thời liêu cũng bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ là người kiếm ra ra tay đàm linh nói không mặc dù là dùng kiếm nhưng người kiếm ra còn không đến mức dám làm như vậy một khi bị phát hiện cho dù là kiếm ra thánh chủ cũng sẽ không tha cho bọn họ bọn họ không đến mức mạo hiểm lữ thiếu khanh hừ một tiếng ta cũng cảm thấy kiếm ra làm cô nàng để sư phụ ngươi hỗ trợ thánh chủ cáo trạng đi muốn thánh chủ chủ trì công đạo cho chúng ta bất kể là ai ra tay nếu tìm không thấy người cầm đầu thì kiếm ra phải gánh chịu đàm Linh cự tuyệt đừng nghĩ ngươi muốn tìm thánh chủ tự ngươi đi không có chứng cớ thật sự vu khống kiếm ra trong mắt người khác đây là mượn cơ hội trả thù ảnh hưởng không tốt đối với sư phụ nàng chuyện nàng bị người đuổi giết này cũng chỉ là nói cho sư phụ biết sư phụ nàng cũng không có cách nào làm cái gì có rất nhiều thứ không thể làm được nếu không có bằng chứng lữ thiếu khanh thở dài ai thế đạo hắc ám quan lại bảo vệ lẫn nhau dân chúng bình dân chúng ta chỉ có thể cảm thấy xui xẻo thời liêu an ủi lữ thiếu khanh chương chính đại nhân không bắt được người không có chứng cứ xác thực cho dù là chúng ta cũng không có cách nào làm gì lữ thiếu khanh bĩu môi hừ người kiếm ra tốt nhất đừng gặp ta nếu không ta sẽ khiến bọn họ hối hận đàm ninh không tin khoác lác đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực là có thể cuồng vọng kiếm ra cường đại cũng không phải ngươi có thể nghĩ thật chơi chọc kiếm ra coi như là sư phụ ta ra mặt cũng bảo vệ không được ngươi đàm linh nói xong lo lắng lời nói của mình sẽ tạo thành hiểu lầm cho lữ thiếu khanh nàng bổ sung vài câu cảnh cáo lữ thiếu khanh Hú chi quan hệ giữa ngươi và ta chỉ có thể coi là bình thường ngươi gây ra phiền toái lớn đừng nghĩ ta giúp ngươi lữ thiếu khanh khoát tay thuận thế nằm trong khoang thuyền yên tâm sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi phi thuyền ở trên không trung sệt qua một đạo lưu quang quay về chỗ Đàm Linh. Thương thế của Kế Ngôn không nhẹ, phải nghỉ ngơi một phen. Lên Thánh Sơn thời gian tại nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này cũng đủ kế hoạch khôi phục không ít. Sau khi trở về, Kế Ngôn liền đi chữa thương, mặc dù bị thương nặng, nhưng đều nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Lữ Thiếu Khanh không có đi quản Kế Ngôn, từ bước vào tu hành bắt đầu, Kế Ngôn ngày bị thương so với ngày không bị thương càng nhiều. Bị thương nhiều, thói quen, khôi phục cũng so với người bình thường lợi hại một ít. Lữ Thiếu Khanh quay về chỗ ở, quát vô khâu kiếm và mặc quân kiếm, kiềm chế một chút đừng chạy xa. Vung tay lên, mây trắng bay lên, Lữ Thiếu Khanh lại tiến vào bên trong những thời gian. Sau khi tiến vào, Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, không có gì đặc biệt, hắn đối với quan tài chào hỏi, đại lão. Sau đó hắn lần nữa xuất ra 60 vạn viên linh thạch, dựa theo giá cả hiện tại, hắn có thể đạt được 5 năm thời gian. Trước khi bỏ vào lưu hương, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với quan tài, đừng đùa nữa, còn tăng giá lung tung nữa, ta không để yên đâu với người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát ác, tiểu đệ tử quỷ ngươi bây giờ dám tăng giá, ta nhất định phải đem giường của ngươi cho đập bể bất quá lần này nhượng ngược lại không có sinh ra gợn sóng gì, 60 vạn linh thạch đi ra ngoài, đạt được thời gian 5 năm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, móc ra một cái đĩa còn lớn hơn cả mặt hắn, cầm trong tay, có một cỗ cảm giác nặng trịch. Toàn thân hiện ra màu trắng nhạt, mặt ngoài là từng đạo hoa văn xoắn ốc, hội tụ thành một vòng xoáy màu trắng. Trên mỗi đạo hoa văn xoắn ốc là vô số vòng xoáy thật nhỏ, mặc dù là bất động, nhưng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, sẽ có một loại ảo giác linh hồn bị vòng xoáy hút vào. dưới bàn, trong tay Lữ Thiếu Khanh chỉ có một kiện pháp khí lục phẩm pháp khí đoạt được từ trong tay đại năng yêu giới liễu xích lữ thiếu khanh dự định thời gian thu phục xuyên giới bản kế ngôn ở chỗ này nháo lớn như vậy hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người thánh địa trở thành thần tượng mới hắn có loại dự cảm tiếp tục đi theo thời gian trôi qua bọn họ sẽ rất nguy hiểm lên thánh sơn tìm sư muội lập tức rời đi xuyên giới bản là lựa chọn đầu tiên của hắn nếu như xuyên giới bản không được hắn chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác xuyên giới bản ở trong tay hắn hơi run rẩy giống như một cái muốn tránh thoát chạy trốn con thỏ một cỗ không phục cảm xúc truyền ra Lữ Thiếu Khanh giống như mỹ nữ vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt xuyên giới bản, ẩn tình đưa tình, ôn nhu nói, "Ngoan, nghe lời, theo ta lăn lộn, ăn ngon uống cay, sau này tìm cho ngươi một bà nương." Đi theo lão điểu lăn lộn có ý nghĩa gì? Lão điểu vừa nhìn đã biết là gia hỏa không hiểu phong tình, đi theo hắn, quả thực ủy khuất ngươi, đến, nhận ta làm chủ, theo ta lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh nói xấu, nước miếng giải đầy mặt ngoài của xuyên giới bản, nhưng xuyên giới bản chẳng những không nhận hắn làm chủ, ngược lại truyền đến một cỗ ý niệm khinh thị đại khai ý tứ là loại gà yếu đuối Nhưng ngươi còn không xứng để cho ta nhận ngươi làm chủ lữ thiếu khanh trầm mặt xuống gõ xuyên giới thẩm vấn lần nữa hỏi có nhận ta là chủ hay không xuyên giới bàn dứt khoát dừng lại giống như khinh thường cùng lữ thiếu khanh nói chuyện lý nãi nãi lữ thiếu khanh nổi giận khó được ta tức giận nói chuyện với ngươi ngươi còn cọ mũi lên mặt không biết xấu hổ phải không lữ thiếu khanh thần thức phóng ra ngoài tiến vào bên trong xuyên giới bàn nếu không dùng miệng đả động được ngươi vậy thì dùng nắm đấm để đánh phục ngươi lữ thiếu khanh hung tợn vọt vào trong xuyên giới bàn xuyên giới bản bên trong là một cái thế giới trắng xóa tại thế giới trắng xóa bên trong đứng một tiểu hài tử ước chừng sáu bảy tuổi nó chính là xuyên giới bản khí linh linh hồn hóa thành hình người mặc quần áo màu trắng nhạt ánh mắt sắc bén trên mặt mang theo lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh đi vào nhưng bởi vì là tiểu hài tử dáng vẻ thở phì phò có vài phần đáng yêu Ý. lữ thiếu khanh cười tủm tỉm cùng tiểu hài tử chào hỏi lúc đoạt lấy xuyên giới bản lữ thiếu khanh đã từng giao thủ với xuyên giới bản hai người cũng không tính là xa lạ nhân loại đê tiện muốn ta cho rằng ngươi là chủ nằm mơ. Hai mắt khí linh phun lửa, thân thể phát ra sát khí nồng đậm, làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đi theo ta lăn lộn có cái gì không tốt? Con chim già kia có cái gì tốt? Lại trên lịch cũng so ngươi tốt, khí linh lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Hôm nay ta đến, ngươi không thần phục ta sẽ không đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khí linh, kiêu ngạo nói, không nghe lời, ta liền đánh khóc ngươi. Khí linh giận dữ cười, nó vẫn duy trì thân là lục phẩm pháp khí kiêu ngạo, cuồng vọng, nhân loại đều là cuồng vọng sao? trách không được chủ nhân nói nhân tộc không có người tốt còn chủ nhân ngươi đã tự do chủ nhân của ngươi chỉ có thể là ta lữ thiếu khanh tại cướp đoạt xuyên giới bàn xóa bỏ ấn ký liễu xích để xuyên giới bàn trở thành vật vô chủ khí linh càng giận nó ra tay cút ra ngoài cho ta nơi này là địa bàn của khí linh nó vung tay lên bốn phía nổi lên gió to vù vù lữ thiếu khanh cảm giác được phía trước bên trái và bên phải đều dâng lên nhìn thấy bức tường vô hình không ngừng đè ép hắn sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy tiến vào vòng xoáy hắn liền rời khỏi xuyên giới bản lữ thiếu khanh cười ha hả nói với khí linh ngươi mặc dù là lục phẩm pháp khí nhưng sức chiến đấu của ngươi quá yếu xuyên giới bản không phải pháp khí chiến đấu thủ đoạn công kích của nó với lữ thiếu khanh xem ra là buồn cười như vậy công kích của khí linh trong mắt lữ thiếu khanh đầy sơ hở nhỏ yếu không chịu nổi lữ thiếu khanh căn bản không cần tránh né lữ thiếu khanh bước ra một bước mặc dù là thần thức nhưng giống như bản thể hắn đích thân tới thân thể cường hãn mạnh mẽ phá vỡ bức tường dày vô hình lại bước ra trước mặt khí linh vẻ mặt kinh ngạc khí linh không nghĩ công kích của mình lại dễ dàng bị phá như vậy sừng sốt trong chốc lát lữ thiếu khanh đến trước mặt nó cũng không lo lắng phát động tấn công cười híp mắt hỏi nó như thế nào ta lợi hại không hắn tới nơi này thực lực đột nhiên tăng mạnh hơn nữa đã không có ấn ký lữ xích ra thành hiện tại lữ thiếu khanh có thể nghiền ép khí linh khí linh phục hồi tinh thần lại khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ phẫn nộ mang lữ thiếu khanh lợi hại cái rắm đồng thời bước ra lui về phía sau muốn kéo dài khoảng cách với lữ thiếu khanh nhưng lữ thiếu khanh vươn tay một chảo giống như diều hâu bắt gà con dễ dàng bắt được khí linh một cái tát hung hăng đánh vào mông nó khí linh bối rối mình bị đánh mông một cỗ sỉ nhục sông lên đầu lửa giận sông thẳng lên trán nhưng đáng giận nhân loại đáng chết ta muốn ngươi trả giá thật lớn khí linh phẫn nộ kêu lên thân thể sáng lên một cỗ quang mang không gian chung quanh xuất hiện vô số vòng xoáy thật nhỏ hướng lữ thiếu khanh tới gần ở trong hư không lơ lửng xoay tròn phát ra âm thanh xèo xèo tựa như đang cắt đứt hư không lữ thiếu khanh cảm giác được uy hiếp những vòng xoáy này giống như máy cắt xoay tròn một khi đụng tới thân thể nhất định sẽ bị cắt đến thất linh bát lạc bất quá vẫn là lời nói đó những công kích này của khí linh đối với hắn mà nói quá trẻ con có uy hiếp nhưng đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn nào lữ thiếu khanh mang theo khí linh kéo dài qua một bước giống như thuấn di kéo dài ra một khoảng cách thoải mái tránh được công kích của khí linh đồng thời lại một cái tát vào mông nó giống như ca ca giáo huấn đệ đệ phản ngươi còn dám ra tay a à, khí linh thét chói tai tay chân bay múa không ngừng dãy ruộng nhưng không có bất kỳ biện pháp tránh thoát tay lữ thiếu khanh buông ta ra khí linh kêu to nó tốt xấu cũng là một cái lục phẩm pháp khí khí linh khi nào thì bị người như vậy đánh mông xì nhục thật sâu lửa giận vô tận khiến khuôn mặt trắng nõn của nó trở nên đỏ bừng ngươi nói thả là thả lữ thiếu khanh không chút khách khí cũng không mang theo nửa điểm thương hại khí linh hiện tại bộ dáng mặc dù là hình dạng tiểu hài tử trên thực tế tuổi tác so với hắn lớn hơn không biết bao nhiêu không có một ngàn tuổi cũng có hai ba trăm tuổi xưng là lão yêu quái cũng không quá đáng bốp bốp lữ thiếu khanh liên tiếp vài cái hung hăng đánh vào mông nó lữ thiếu khanh không có lưu khí lực đánh cho khí linh gào khóc kêu to khí linh có chút muốn khóc nó tốt xấu cũng là một cái lục phẩm pháp khí khí linh từ khi nào bị người đối đãi như vậy qua ngay cả chủ nhân đời trước liễu xích cũng khách khí với nó đối đãi với nó như đồng lứa bị một tiểu tử hôi sữa khô dạy dỗ đây là sỉ nhục cả đời à. hơn nữa tự đánh vào mông mình còn rất đau nó và lữ thiếu khanh là trạng thái linh thức trong trạng thái này đau đớn gấp bội khí linh bị đánh gào khóc phẫn nộ kêu lên nhưng đáng giận ta à, ta sẽ không tha cho người sẽ không tha cho ta lữ thiếu khanh càng nổi giận loại tiểu tử phản nghịch như ngươi nên thu thập có phản nghịch kỳ vậy ta sẽ đánh tan thời kỳ phản nghịch của ngươi để cho ngươi biết ai mới là lão đại lại là một cái tát tiếp một cái tát tiếng tát thanh thúy quanh quẩn trong không gian trắng xóa thanh thúy vang dội kèm theo tiếng kêu của khí linh truyền đi thật xa hơn 100 cái tát lữ thiếu khanh cũng cảm giác được có chút chóng váng đầu thiếu dưỡng khí tiêu hao hơi lớn lữ thiếu khanh quyết định nghỉ ngơi một lát nhắc khí linh lên hỏi có phục hay không ánh mắt khí linh hung tợn nhìn lữ thiếu khanh chằm chằm nhưng trong mắt nó đã mang theo nước mắt lữ thiếu khanh rất hài lòng đánh lâu như vậy đánh cho ta đầu đều choáng váng ngươi nếu không khóc ta mặt này để ở đâu nhân loại đáng giận ngươi đừng nghĩ ta khuất phục đến lúc này khí linh rất muốn khóc nhưng nó vẫn rất kiên cường một bộ thà chết chứ không khuất phục dù sao thân là lục phẩm khí linh không có chút kiêu ngạo còn có thể gọi lục phẩm khí linh sao trên khuôn mặt có chút mập mạp của khí linh tràn đầy không phục ngươi có gan thì buông ta ra để ta thu thập ngươi trong lúc bị lữ thiếu khanh đánh mông nó không ngừng phản kích nhưng một chút hiệu quả cũng không có khí linh rất khó hiểu nó dù sao cũng là lục phẩm khí linh không am hiểu chiến đấu nhưng cũng không đến mức yếu như vậy a à. chính là một cái nguyên anh kỳ chính mình còn không giải quyết được bị ấn đánh không có thiên lý chắc có gì đó không ổn lữ thiếu khanh nhìn chằm chằm nó cười hắc hắc khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vài phần đáng yêu lữ thiếu khanh nhịn không được đưa tay nhéo một cái a à, giống như người thật chơi đùa nhưng đáng giận khí linh giận a à, chỉ hận mình không thể đem người trước mắt cho bầm thây vạn đoạn oanh tạc cạn bã coi ta là cái gì là trẻ con sao khi ta sinh ra trí tuệ ngươi không biết ở đâu chết tiệt đừng chạm vào ta không ta với ngươi không để yên khí linh chỉ vào lữ thiếu khanh gầm lên nhìn lữ thiếu khanh không nghe thế mà còn dám đưa tay qua nó gấp dưới tình thế cấp bách há to miệng liền cắn lữ thiếu khanh thu hồi tay mình cầm nó lại gần một chút ngươi cầm tinh con chó sao khí linh dương nanh múa vuốt phẫn nộ kêu lên nhân loại đáng chết ta và ngươi thế bất lưỡng lập đừng kêu lữ thiếu khanh tự hồ nghĩ tới cái gì hắn đem khí linh nâng cao một chút hơn nữa còn xoay một vòng sau đó mới hỏi khí linh ngươi là nam hay nữ dù là khí linh nó cũng có chút mơ hồ câu hỏi này nó trả lời thế nào nó là khí linh không phải nhân loại chân chính khí linh cũng phân chia nam nữ sao khí linh khinh bỉ lữ thiếu khanh dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn lữ thiếu khanh đồ ngu xuẩn nhìn lữ thiếu khanh cười lạnh không thôi đã không thể đánh bại lữ thiếu khanh vậy thì khinh bỉ hắn nhân loại ngu xuẩn không có kiến thức người không có kiến thức còn muốn làm chủ nhân của ta khí linh là không có giới tính có hiểu hay không, ra hỏa ngu xuẩn. Không ngờ, sau khi nó nói xong, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn nó. Ngươi nhìn cái gì? Ra hỏa ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, ngươi quả nhiên là khí linh. Khí linh ưỡn ngực, kiêu ngạo trào ra, nói nhảm, không thể giả được. Lữ Thiếu Khanh lại kết luận, đồ giả, khí linh phân nam nữ, ngươi cư nhiên không biết. Sau đó túm lấy nó phóng tới trước mặt, hai mắt chừng nó, hung tuận nói, nói, ngươi đem khí linh tiểu bảo bối xuyên giới bàn dấu ở đâu? Nói ra a, à, không ta đánh chết ngươi, Nói đùa cái gì? Khí Linh không tin, tựa như nghe được thiên đại chê cười, khí linh còn phần nam nữ. Ngươi gặp qua khí linh chưa? Nhân loại vô tri, khí linh lại khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, "Chơi thôi, khí linh vốn chính là trung tính, phân cái dám nam nữ. Không có kiến thức, ngươi nhất định là hàng giả, đem hàng thật trả lại cho ta." Lữ Thiếu Khanh hung ác uy hiếp khí linh, "Không, ta lột quần ngươi." Khí Linh giận dữ, "Ngươi dám?" Mặc dù không phân biệt nam nữ, nhưng xấu hổ vẫn có, có cái gì không dám. Lữ Thiếu Khanh lúc này muốn đẩy quần nó ta ngược lại muốn xem ngươi có phải đang nói dối hay không khí linh sợ hãi liền chưa từng thấy qua nhân loại vô sỉ như vậy nó thét chói tai lên chậm chậm ó có chuyện gì hảo hảo nói khí linh sợ hãi nó không nghĩ tới người trước mắt lại vô sỉ như thế chuyện cởi quần đều làm được từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên nó gặp phải người vô sỉ như vậy nó muốn ngăn cản nhưng lại phí công dễ ruộng. mắt thấy lữ thiếu khanh đã bắt được quần của mình nó lại nhọn ngươi dám cởi quần ta ta và ngươi đồng quy vu tận hai tay nó gắt gao túm lấy đầu quần của mình thần sắc hơi kinh hoàng, bị lột quần, mặt này còn có thể muốn sao? Mặc dù tất cả mọi người đều ở trạng thái linh thể, cũng không có những người khác nhìn thấy, sự xấu hổ khi bị lột quần sẽ không biến mất. Lữ thiếu khanh nhìn khí tức trên người khí linh không thích hợp, chậm lại, lại nhéo mặt nó. Ngươi nói ngươi không phân biệt giới tính, để ta xem lại không chết được. Không chết được, sẽ chết không bằng chết. Làm, nằm mơ. Khí linh đầu tiên là lộ ra biểu tình kiên định, thề chết không khuất phục. Suy nghĩ một chút, lại sợ lữ thiếu khanh thật sự sẽ kéo quần nó, thân sắc nó chậm lại ngữ khí cũng chậm lại cố gắng thuyết phục lữ thiếu khanh khí linh chẳng phân biệt giới tính không thể phân biệt nam nữ lữ thiếu khanh một chút cũng không tin nếu là như vậy vô khâu cùng mặc quân nói như thế nào hai người bọn họ đều là nam tiểu đệ mặc quân hắn còn đánh qua đây cái gọi là lục phẩm khí linh không phải là hàng lồn chứ dựa theo phẩm cấp xuyên giới bản khí linh so với vô khâu cùng mặc quân mà nói cao hơn một cái phẩm cấp hơn nữa lại già như vậy hẳn là kiến thức rộng bao nhiêu mới đúng khí linh thấy lữ thiếu khanh lại là loại ánh mắt khó chịu này lạnh lùng ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ánh mắt hàng lởm ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái hàng lởm hàng giả xuyên giới bản khí linh thật nơi nào khí linh cười ha ha giận dữ cười ngươi không tin lời ta lữ thiếu khanh thành thật nói ta đã thấy khí linh có giới tính cho nên ta cảm thấy ngươi nói dối ta không tin ngươi bảo nó tới cho ta xem khí linh không tin nó sống lâu như vậy còn chưa thấy qua khí linh phân nam nữ lữ thiếu khanh nhún vai nó không ở đây đi chơi rồi khí linh cười lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ như bạn học bá khinh bỉ học cha nói dối cũng phải tìm cái ra dáng thiếu gia nơi này khoác lác nhân loại tràn ngập khuyết căn ra hỏa lữ thiếu khanh không tức giận không bằng như vậy ta cùng ngươi đánh cược chờ sau khi đi ra ngoài ta cho ngươi nhìn thấy có giới tính khí linh ngươi liền nhận ta làm chủ như thế nào không có ta sẽ thả ngươi đi cho ngươi khôi phục tự do khí linh trong lòng động tâm sợ sẽ có âm mưu gì đó lữ thiếu khanh thấy nó do dự thêm một mùi lửa ta cho ngươi mặt mũi rất lớn nếu ngươi không thức thời ta cởi quần ngươi trước nếu không đáp ứng ta sẽ giết chết ngươi một lần nữa đổi khí linh sự uy hiếp mười phần thấy lữ thiếu khanh không muốn nói đùa khí linh cuối cùng đáp ứng tốt ta đáp ứng nếu ngươi không có khí linh phân nam nữ ngươi phải tuân thủ lời hứa trả tự do cho ta lữ thiếu khanh ta là ai nhất ngôn cửu đỉnh đại trưởng phu đến đây ngươi thể đi ta không yên lòng tại sao ta thể ngươi không thể ngươi không phải đại trưởng phu a lữ thiếu khanh ý thức trở về bản thể trên mặt cười híp mắt vỗ nhẹ trong tay xuyên giới bản chờ trước xuyên giới bản thể đã chạy không thoát lữ thiếu khanh trong lòng phấn chấn thu xuyên giới bản lại càng lo lắng hừ đến lúc đó đánh không lại xuyên giới bản vừa mở ra lập tức chạy trốn nghĩ lại cũng vui vẻ lữ thiếu khanh thở dài một tiếng cảm thấy mỹ mãn tìm được sư muội ngu xuẩn xuyên giới bản mở ra về nhà nằm xác ngay thần tiên chờ ta à kế tiếp việc lữ thiếu khanh phải làm chính là nâng cao cảnh giới của mình trước 5 năm thời gian ngủ đều có thể ngủ đến cảnh giới tầng 6 a lữ thiếu khanh nói thầm tiếp theo bắt đầu tu luyện theo lữ thiếu khanh nhắm mắt tu luyện linh lực chung quanh hội tụ mà đến linh lực nồng đậm hóa thành mây mù trắng xóa, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ trong nó. Đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện, trên quan tài lại xuất hiện bóng dáng nữ nhân. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đưa tay vẫy một cái, chiếc đĩa xuyên giới bàn được Lữ Thiếu Khanh cất kỹ xuất hiện trên bàn ngọc. Vốn là mặt Lữ Thiếu Khanh còn lớn hơn cả mặt, sau khi xuyên giới bàn rơi trên bàn, trở nên nhỏ hơn cả quan tài. Nhìn chằm chằm xuyên giới bàn, nữ nhân lại đưa tay một chiêu, xuyên giới bàn khí linh tiểu nam hải xuất hiện. Nó mê hoặc nhìn thoáng qua chung quanh, theo bản năng nói, không phải nói phải đợi sao bất quá nó rất nhanh ý thức được không đúng ngẩng đầu một cái một nữ nhân treo trên quan tài nhìn chằm chằm nó khí linh vốn định mở miệng chỉ là đối diện với ánh mắt của nữ nhân nó phảng phất thấy được thiên địa sơ khai vạn vật đản sinh lại nhìn thấy vô số ngôi sao va chạm đầy trời thần ma rơi xuống vô số thế giới hủy diệt vạn vật câu tịch chỉ là trong nháy mắt khí linh cảm giác mình giống như đã qua vô số thế kỷ sau khi phục hồi tinh thần nó run rẩy thậm chí không duy trì được hình thái của mình nó run rẩy quỳ gối trên xuyên giới bàn không dám ngẩng đầu nhìn nhiều nữ nhân một cái nó lắp bắp nói tiền tiền bối đậu má nhân loại đáng giận kia đã chết rồi sao bị sinh vật khủng bố trước mắt này đánh chết sao đáng đời a à, nhưng mà ta cũng bi kịch rơi vào trong tay tồn tại như vậy muốn phản kháng cũng không làm được ánh mắt nữ nhân rơi xuống trên người khí linh thân thể khí linh càng run rẩy nó cảm thấy giống như có một ngọn núi đè lên người mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè lên bánh thịt sau này ta chính là chủ nhân của ngươi thanh âm nữ nhân mờ ảo không dấu vết cảm giác trống rỗng mười phần tựa như tiên nhân khi linh ngẩng đầu lên không thể nào đại lão như vậy sẽ để mắt đến loại nhân vật nhỏ như ta nhưng là nó chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn thêm lần thứ hai uy áp trên người nữ nhân quá cường đại liếc mắt một cái nó sẽ chạy tan tành mặc dù không rõ vì sao đại lão lại coi trọng mình nhưng đối với nó mà nói nó không còn lựa chọn nào khác nó không dám nói không ngoan ngoãn dâng ra bản nguyên của mình muốn cùng nữ nhân ký kết khế ước đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có vài phần chờ mong cùng hưng phấn có thể đi theo tồn tại cường đại như thế tuyệt đối là một chuyện tốt nhưng người phụ nữ không có dấu ấn trên người nó chỉ là nhàn nhạt nói ngươi nhận hắn làm chủ ta cho ngươi mệnh lệnh ngươi nhất định phải phục tùng thanh âm không thể đặt quanh quần khí linh ngây ngẩn cả người lúc này nó mới dám quay đầu lại nhìn thấy lữ thiếu khanh đang tu luyện trong lòng khí linh càng thêm sợ hãi tên nhân loại đáng ghét kia rốt cuộc có lai lịch gì cư chú có một vị tồn tại che chở như vậy chủ nhân cái này khí linh thuận thế gọi chủ nhân nếu nhận hắn làm chủ chỉ sợ khí linh cũng rất khó xử bị đánh ấn ký đến lúc đó sẽ không hề giữ lại chút nào đối với chủ nhân chân chính sẽ không vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân tất cả đều lấy chủ nhân làm đầu đến lúc đó mệnh lệnh của nữ nhân và mệnh lệnh của lữ thiếu khanh xung đột nó chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của lữ thiếu khanh đánh ấn ký nó liền không làm được tên khốn kiếp nữ nhân biết ý tứ của khí linh vung tay lên một hào quang chiếu vào trong cơ thể nó khí linh cảm giác linh hồn mình lớn mạnh một vòng ngay cả xuyên giới bàn cũng phát ra quang mang phẩm giai có xu thế tăng lên nhưng trong đó càng nhiều ảo diệu nó không phát hiện ra người nữ nhân thần nhiên nói được rồi sau này khi ta có lời nhắn cho ngươi ngươi chấp hành là được tiếp theo nàng vung tay lên khí linh đi vào xuyên giới bản xuyên giới bản lại trở lại trong chữ vật giới chỉ lữ thiếu khanh về phần lữ thiếu khanh đối với chuyện này cũng không có phát hiện đám chìm trong tu luyện hắn vận chuyển công pháp hấp thu linh khí ngoại giới chuyển hóa linh lực đang không ngừng rèn luyện chính mình tăng lên thực lực theo thời gian trôi qua không đến một năm sau trong cơ thể lữ thiếu khanh truyền đến một tiếng nổ cực lớn tựa như sấm rền nặng nề linh lực ngoại giới dùng tốc độ nhanh hơn bị lữ thiếu khanh nuốt chửng hấp thu giống như nước sông cuồn cuộn không ngừng lấp đầy hồ nước khô cạn tiếng ầm ầm trong cơ thể dần dần biến mất Khí tức của lữ thiếu khanh ổn định lại lữ thiếu khanh mở to mắt ánh sáng mãnh liệt như thần kiếm ra khỏi vỏ hàn quang bắn ra bốn phía nguyên anh trung kỳ cảnh giới tầng 6. lữ thiếu khanh nhất miệng cười lại có thêm vài phần tự vệ tính toán thời gian còn có 4 năm thời gian lữ thiếu khanh không có lãng phí lấy ra tịch diệt chu tinh kiếm lúc trước tiếp tục tìm hiểu rất nhanh thời gian trôi qua từng ngày đợi đến khi thời gian kết thúc lữ thiếu khanh không nói gì lập tức rời đi quá mệt mỏi sau khi đi ra lữ thiếu khanh lại ngã xuống đất thở phì phò ngủ say đến đàm linh tìm tới cửa đã ba ngày trôi qua kể từ khi tỷ thí kết thúc tỷ thí lần này minh tinh trói mắt nhất không thể nghi ngờ là kế ngôn chiến mục vĩnh bại kiếm nhất loan hy giết gia mộc đằng hưng ngăn cản hơn 10 người vây công đặc biệt là cảnh cuối cùng kia dọa sợ rất nhiều người bọn hắn không biết rõ kế ngôn là như thế nào theo mấy mấy người trong vây công còn sống sót sau khi tỷ thí kết thúc có vô số người muốn đến bái phỏng kế ngôn, kết giao, lôi kéo, thăm dò các loại mục đích đều có, bất quá đều bị Đàm Linh ngăn lại. Đối mặt với người đến nhà mỗi ngày, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, kế ngôn trốn đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không ra mặt, để cho nàng ra mặt cự tuyệt, khiến cho nàng giống như thị nữ kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người, giúp hai người này dọn dẹp tàn cuộc, chủ đích. Bất quá làm cho nàng vui vẻ chính là, Thôi Thanh, Kiếm Lan, Loan Tinh Duyệt ba người đều đem linh thạch đánh cuộc đưa tới. Mặc dù không quan tâm linh thạch, nhưng có một khoản thu nhập ngoài định mức, Tâm tình tóm lại là tốt, hơn nữa còn có thể thắng ba người thôi Thanh, xem như thở ra một hơi, tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Điều duy nhất thiếu sót là tên khốn đó kiếm được quá nhiều tiền, tiền vốn của nàng vẫn là tiền vay, phải trả lại cho Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa còn phải trả lãi. Đàm Ninh cầm ba người đi tìm Lữ Thiếu Khanh, đi tới nơi Lữ Thiếu Khanh cư trú, dưới chân núi. Tiểu Viên Hầu vẫn dơ cự mộc tu luyện, so với bộ dáng vất vả lúc trước, hiện tại Tiểu Viên Hầu rất nhẹ nhàng. Vạn cân cự mộc, nó có thể khiêng chạy bộ vòng quanh đỉnh núi nhỏ, chạy lên mặt đất thùng thùng rung động giống như động đất nhỏ. Khi đó, gây ra thiệt hại lớn, mà Đàm Linh cũng mặc kệ, lúc trước nàng bị Lữ Thiếu Khanh tức giận tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Liếc mắt nhìn lại, xa xa còn có một đỉnh núi trụi lùi, đó là kiệt tác của nàng. Đàm Linh gọi một tiếng tiểu viên hầu, hỏi Lữ Thiếu Khanh người ở đâu, đang làm gì. Tiểu viên hầu đem cự mộc ném đi, cọ cọ chạy tới, chỉ vào đỉnh núi kêu, cái gì, lại đi ngủ. Đàm Linh vừa nghĩ tới bộ dáng cà lơ phất phơ vô lại của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng liền nổi giận. Tên khốn kiếp đáng ghét này, Sư huynh ngươi đang nghiêm túc tu luyện, lúc tỷ thí tỏa ra dị sắc, bỗng nhiên nổi tiếng. Còn ngươi chưa từng thấy người lười biếng như vậy, thở phì phò. Nàng đi tới đỉnh núi, nhìn đỉnh núi bị mây mù che lấp, nàng hét lớn. chương Chính ra đây, không có động tĩnh, sương mù mờ ảo, chậm rãi quay cuồng, vẫn giống như tiên cảnh. Đàm Linh hô vài tiếng, không có phản ứng, tức giận đến nàng chỉ có thể hô to. Ngươi nếu không đi ra, Linh Thạch ta sẽ không cho ngươi. Vừa dứt lời, đại trận phía dưới mây mù tản đi, lữ thiếu khanh lao ra, Linh Thạch. Nhìn lữ thiếu khanh hai mắt tỏa sáng đàm linh rất muốn cào hắn linh thạch là cha ngươi hay là mẹ ngươi vừa rồi cổ họng ta đều khàn cũng không thấy ngươi thở một hơi vừa nói linh thạch giống như chó ngửi thấy mùi phân lập tức xuất hiện lữ thiếu khanh đi tới trước mặt đàm linh xoa xoa tay mấy cô nàng kia đưa linh thạch tới thôi ra đặt cược một bồi ba ba ngàn vạn thôi thanh kiếm lan loan tinh duyệt ba người đánh cược hai lần mỗi người hai trăm vạn viên linh thạch tổng cộng sáu trăm vạn lữ thiếu khanh mấy ngày nay ngủ đều nghĩ đến những linh thạch này Đàm Ninh lạnh lùng ném ba cái nhẫn chữ vật cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đếm, hết thảy 3600 vạn viên linh thạch, Lữ Thiếu Khanh nheo mắt lại, thở phào một hơi thật dài. Mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều đang hoan hô nhảy nhót, cả người giống như lên thiên đường, cực lạc thăng hoa. Hơn nữa bản thân hắn còn lại hơn 11 triệu, hắn hiện tại hết thảy có trăm hơn 50 vạn linh thạch. Ổn thỏa nhà giàu mới nổi, phi, ổn thỏa đại phú hào, Lữ Thiếu Khanh đắm chìm trong đó, hận không thể lấy tất cả linh thạch ra, chôn mình lại. Quả nhiên, ma tộc thánh địa là một nơi tốt đẹp ta yêu thánh địa đàm linh nhìn lữ thiếu khanh như vậy nàng rất im lặng nhưng nàng không thể không bội phục từ trên người thôi ra kiếm nhiều linh thạch như vậy người bình thường ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ mộng như vậy xem như hung hăng làm cho thôi ra chảy máu ít nhất mấy năm nay trên dưới thôi ra đều phải thắt chặt đai lưng quần sống qua ngày đàm linh trong lòng bội phục nhưng muốn nàng khen tặng lữ thiếu khanh nàng làm không được đối mặt với bộ dạng xe mê của lữ thiếu khanh đàm linh khinh bỉ không có tiền đồ